có biết là ba đêm nay tôi không ngủ, tôi suy nghĩ tại sao phải cứu sống bà. Mình nghe mình rất cảm động chứ. Vậy thì trong quá trình điều trị của mình thì chị Lan có câu chuyện nào hay có kỷ niệm nào ấn tượng về sự đồng hành của bác sĩ Basma? Cái ấn tượng là cái cơ địa của mình nó không có giống như người ta. Khi mà mình bị xạ trị á, mình bị phỏng hết. Phỏng mà phỏng rất là nặng, mà phỏng đến mức độ mà phải nhập viện luôn. Bao nhiêu người người ta xạ trị, người ta chỉ phỏng nhẹ thôi, còn mình là phỏng mà giống hoại tử luôn á. Thì lúc đó nhập viện á, bác Fasma hầu như ngày nào cũng đến thăm hết. Fasma rất là buồn, tại vì bà nói là tôi không hiểu tại sao tôi vô trụ sinh, vô phát đồ đầy đủ mà vết thương mà không lành, mà trong khi đó mình á lại không có bị tiểu đường. Nói chung là cơ thể bình thường, chỉ có bị ung thư thôi mà tại sao không lành vết thương. Lúc đó bác mới ngồi nắm tay mình, bác mới buồn, bác nói tôi rất là buồn. Bà có biết là ba đêm nay tôi không ngủ, tôi suy nghĩ tại sao phải cứu sống bà. Mình nghe mình rất cảm động chứ. Một bác sĩ mà nhiệt tình, có lương tâm như vậy, như là một người trong gia đình. Rồi sau đó đó, mình cứ vô thuốc trụ sinh mà cái vết phỏng không, nó không lành mà nó cứ lở, giống như là gần sắp như là hoại tử hoàn toàn á. Đến một tuần lễ sau á, cũng dừng bắt chính bác sĩ chạy, mình nghe cái tiếng chân bà chạy tập vô, thấy thương lắm, mà gương mặt vui vẻ. À, bà Lan ơi, tôi tìm được nguyên do tại sao bà không lành vết thương. Tôi tìm được là nguyên do cơ thể bà quá yếu, yếu đến mức độ mà trong máu của bà cái chỉ số, cái chất gì đó mình nói tiếng y khoa mình quên rồi, cái chỉ số đó nó không đủ để mà nó lành vết thương. Do đó chiều nay tôi sẽ cho bà vô huyết tương. Đó, rồi điều kỳ diệu, sau khi vô mục đích huyết tương hai ngày thôi, vết thương lành luôn. Vâng, nghe chị Lan chia sẻ như vậy thì Cẩm Tú cảm thấy rất là tò mò và muốn được nghe bác sĩ giải thích cụ thể hơn về trường hợp của chị Lan và làm thế nào mà bác sĩ có thể tìm ra được nguyên nhân của triệu chứng này ạ. Về phương pháp xạ trị cho cô Lan, đó là một phương pháp rất hiện đại. Với các phương pháp xạ trị cũ, hầu hết các bệnh nhân thường gặp phản ứng nặng nề. Nhưng tôi đã sử dụng phương pháp mới này trong việc xạ trị trong hơn 10 năm tại Pháp, trước khi tôi đến đây, và tôi chưa bao giờ thấy già bệnh nhân nào phản ứng mạnh đến như vậy. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên và tôi đã kiểm tra lại công việc của chúng tôi và đảm bảo mọi thứ đều ổn, thảo luận với các đồng nghiệp và họ đều nói với tôi rằng phương pháp điều trị mà chúng tôi đã áp dụng hoàn toàn hoàn hảo. Đó là cùng phương pháp tôi đã áp dụng cho hàng trăm và hàng ngàn bệnh nhân trước khi tôi đến đây. Vì vậy, nó thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên. Tất nhiên, vào buổi tối sau khi đã hoàn thành xong công việc, bài tập con cái tôi đã xong và chúng đã lên giường ngủ. Tôi bắt đầu nghiên cứu tại sao lại có các trường hợp giống như cô Lan trên thế giới và tại sao cô ấy lại phản ứng như vậy. Và bạn biết đấy, với sự chênh lệch về múi giờ giữa Pháp và Việt Nam, vào buổi tối là buổi chiều muộn cho các đồng nghiệp của tôi. Tôi đã dành nhiều đêm thảo luận với các đồng nghiệp khác nhau và các trung tâm khác nhau ở Pháp, gửi cho họ các hình ảnh của cô Lan, thảo luận về trường hợp này và họ đã đề xuất cho tôi rằng họ đã thấy một số trường hợp giống như vậy. Có một loại da đặc biệt và loại da này phản ứng quá mạnh với xạ trị. When we clean the
the neck of Miss Lan, I took a specimen. Vì vậy, khi chúng tôi vệ sinh vết thương ở cổ của cô Lan, tôi đã lấy mẫu và họ đề xuất cho tôi gửi nó đến một trung tâm nghiên cứu ở Toulouse của Pháp, nơi họ nghiên cứu các trường hợp đặc biệt phản ứng với xạ trị. Và sau một vài ngày, họ trả lời tôi và cho biết, vâng, họ biết tại sao bệnh nhân của tôi đã phản ứng như vậy. Không có gì sai với cách điều trị của cô Lan, nhưng loại da đặc biệt của cô ấy phản ứng mạnh với xạ trị. Vì vậy, họ đã cho tôi biết đó là điều gì, chúng ta cần phải làm gì, những loại vitamin mà chúng ta bổ sung cho cô Lan sẽ giúp da của cô ấy phục hồi nhanh chóng. Và nó đã hoạt động rất tốt. The same thing they told me also that these patients that do have these họ cũng cho tôi biết rằng những bệnh nhân có đặc điểm phản ứng quá mạnh với điều trị này cũng có cơ hội chữa khỏi tốt. Vì vậy, điều này cũng mang lại cho tôi niềm vui khi nói với cô Lan, bạn đang mắc bệnh về da. Nhưng tin tốt là khối u của bạn cũng bị phá hủy như làn da của bạn. Vậy là tin tốt và tin xấu. Vì vậy, chúng tôi đã tìm ra giải pháp. Và như cô Lan đã nói, điều trị này đã hoạt động rất tốt và nhanh chóng. Và cô ấy có thể phục hồi làn da của mình nhanh chóng. Bác sĩ Basma tìm được cho mình là một cái điều vô cùng hạnh phúc. Tại vì mình đã trong cái tuyệt vọng, ngày nào cũng băng bó một tuần lễ mà không hết. Lúc đó mình nghĩ là chắc phải chấp nhận cái giống như là nó hoại tử rồi, là coi như là chấp nhận đi đến cái chết á. Mà bây giờ bác sĩ vô thông báo vậy là coi như mình được cứu sống rồi đó. Dạ, chị Lan có chia sẻ là mình bị hoại tử và vết thương thường xuyên phải băng bó. Vậy thì trong quá trình chăm sóc chị Lan thì chị Thủy có gặp khó khăn gì hay không ạ? Và các bác sĩ tại bệnh viện FV đã hỗ trợ gia đình mình như thế nào? Vô trong đó là phòng đó là vô trùng, cho nên bạn đòi từ trên xuống dưới là đều vô trùng hết. Thì bác sĩ nói là chị cứ canh, mà có cái gì rồi thì bác sĩ sẽ hỗ trợ. Thì cái chăm sóc rất là đặc biệt. Đang ở đây tối ngày tôi thấy bà cười quá, tôi đã đá rồi, nó nói cười đi, thế nào cũng có một cái điều kỳ diệu sẽ xảy đến với mình. Em cứ tin vào đi, em tin vào sức mạnh ở bên trong của em sẽ vượt qua. Thiệt là điều kỳ diệu đã đến, là bác sĩ Bách Ma đã tìm được phương pháp. Mình rất là vui và mừng.